Hello, chào các bạn nha. Hôm nay mình mua được cái bình kính á. Mình tính làm một cái clip giống như bên Hàn Quốc người ta hay làm á, là người ta cấy rêu lên đá các bạn. Thì cái loại đá mình sử dụng hôm nay á là cái đá đen Gia Lai của Việt Nam mình ha. Cái bình này hoàn toàn không có đất nha các bạn. Nó chỉ có cát, rồi rêu cấy lên đá, rồi mình xịt ẩm, rồi mình đậy kính thôi. Rồi bây giờ mình bắt đầu nha các bạn. Cũng giống như mấy lần trước á, mình không có biết rêu này là tên là gì hết á. Mình chỉ thấy là nó giống cái rêu người ta làm ở trong cái clip Hàn Quốc á, nên mình là mua mình làm theo thôi. Thì đầu tiên là mình sẽ cắt dụng nó ra. Thì cái này là cắt dạng nhỏ thôi. Còn một cái số cái gốc của nó mình sẽ để lại, mình làm cấy lên trên đá ha. Thì tỉa nhỏ nó ra xong rồi mình chừa cái gốc mà có rễ á, để sau này nó dễ phát triển hơn. Mấy cái ngọn mình cắt đi hết các bạn nha. Cái đoạn này mình chú ý xíu, mình rải đều cái rêu trên cái cục đá các bạn ha. Những cái rêu mà cộng còn lại có rễ á, mình đã lên trước. Rồi mình cố định nó, phủ đều hết tất cả, làm sao mà tất cả nó đều lấy được ánh sáng các bạn. Sau đó rồi mình mới rải những cái vùng ở trên đó vô những cái kẽ còn lại. Sau khi rải kha khá rồi á, mình sẽ cố định nó bằng dây thun các bạn. Thì kinh nghiệm là mình sử dụng dây thun mà cục tóc á, của mấy đứa con gái em mình á, thì nó sẽ lâu bị đứt hơn. Còn cái thun mà mình hay cột bịch đồ á, trong đồ ăn á, thì nó dễ đứt lắm. Tại vì cái này mình để trong nước mà. Thì sau này với lại cái này nó cũng mỏng á, khi nào mình nó đã bám đá có rễ rồi mình sẽ cắt đi nó cũng dễ hơn các bạn.
Bây giờ mình tới cái bước mình vô cát các bạn ha. Đây kia là cát biển mà cái dạng hạt to á. Thì mình bỏ vô cũng khoảng tầm 2-3 sen thôi, để cho cái đá nó đủ chạm vô cát và nó hút nước. Thì sau khi mà vừa cái độ dày của cát rồi á, thì mình sẽ tiến hành vô nước. Thì cái lần đầu tiên mà mình vô nước á, thì nói chung cái này là kinh nghiệm mình chơi thôi. Thì mình sẽ vô nước do gạo. Tại sao phải nước do gạo? Tại vì cái rêu của mình á, hiện tại là mình không có dinh dưỡng gì ở trong đất hết, nó không có đất, nên mình sử dụng nước do gạo thay vô nó để cho nó có một cái lớp gọi là phát triển ban đầu á. Các bạn cũng hay nghe người ta chơi, người ta khuyên là mình nên sử dụng nước do gạo phun cho rêu á, thì nó sẽ mau lên hơn các bạn ha.